mùa nắng là thời điểm buôn bán các mặt hàng nước giải khát thuận lợi. Nhưng mấy tháng qua, tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chị Lê Thị Dung ở thôn 3 xã Đắc Xin, huyện Đắc Sở Lấp. Thậm chí có thời điểm mất nước kéo dài, quán đành phải tạm nghỉ. Trước kia có nước thì công việc của em buôn bán rất là đều đặn. Trong thời gian này bị mất nước nhiều thì buôn bán rất là khó khăn, hay bị cúp nước, cho nên là công việc hay bị trì hoãn lại, ảnh hưởng tới việc nấu nướng rất là nhiều luôn. Không có nước thì làm đồ không được, dọn dẹp đồ cũng không được luôn. Có những ngày không có nước thì em phải nghỉ bán. Mình mong muốn chính quyền sẽ quan tâm để đảm bảo nước được cho người dân sinh hoạt đầy đủ. Kinh doanh sinh hoạt trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt khiến hàng trăm hộ dân tại khu vực trung tâm xã rất bất tiện. Mỗi gia đình đều phải tìm cho mình nguồn nước tạm thời bằng cách mua nước dự trữ dùng dần, hứng nước mưa hoặc xin nước. Buôn bán ở khu vực này hàng chục năm qua chưa có khi nào tiểu thương chợ xã Đắc Xin và người địa phương khát nước sinh hoạt như thời điểm hiện nay. Thiếu nước là không có buôn bán được. Như hôm qua hôm kia đó là phải nghỉ đấy. Như mấy bữa mất nước là phải hứng nước mưa này rồi đi xin từng canh này, từng xôi vậy. Về rửa chứ đâu có nước nào mà xài. Là hộ kinh doanh buôn bán chủ yếu là buổi sáng, nhưng mà nước thì không phải là ngày nào cũng có, và lúc có lúc không rất là bất tiện. Xong rồi có rất là ít nên không đủ xài. Có khi mất cả tuần, rồi nhiều khi 2-3 ngày không có là em không có buôn bán, không có làm ăn được, rất là bất tiện. Lúc này thì em chỉ có đi xin nước nhà hàng xóm thôi chứ giờ không biết sao hết. Cái vấn đề này nó rất là nan giải, nhưng mà cũng có ý kiến lên rất nhiều rồi, nhưng mà không có ai giải quyết cho được. Theo Ủy ban Nhân dân xã Đắc Xin, hiện có khoảng 200 hộ thiếu nước sinh hoạt, trong đó có gần 60 hộ buôn bán sinh sống tại khu vực chợ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đây là những hộ dân sử dụng nguồn nước từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý vận hành. Trong khoảng 3 tháng qua, một số máy bơm tại công trình trên bị hư hỏng, không thể cung cấp nước sạch cho người dân. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với đơn vị cung cấp nước sạch tiến hành sửa chữa. Trong điều kiện nếu không sửa chữa được, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ đơn vị khoan thăm dò một số vị trí để có nguồn nước phục vụ cho bà con. Sau khi bị hư thì Trung tâm Nước sạch cũng đã xuống làm việc địa phương và thuê người về khảo sát để sửa hai cái giếng đó và xin khoan thêm một số vị trí nữa để đảm bảo cung cấp nước cho người dân khu vực trung tâm. Thì hiện tại là đoàn đang sửa, đang làm ở khu vực này. Đấy, còn cái vị trí mà xin để khoan thêm ấy, để cấp nước ấy, thì sau khi sửa được hai cái trong bốn cái giếng đó, sửa được cái nào thì sửa. Rồi sau đó thì thống kê lại trường hợp mà sửa được nhiều thì sẽ khoan lại, số giếng khoan lại ít hơn. Trong khi chờ đợi khắc phục sự cố hư hỏng thiết bị, Ủy ban Nhân dân xã vận động một số hộ dân có giếng chia sẻ nguồn nước, hỗ trợ những hộ thiếu nước sinh hoạt, nhưng giải pháp này chỉ mang tính tình thế trước mắt. Vì vậy, để đảm bảo nhu cầu nước sạch sử dụng hàng ngày, người dân địa phương mong muốn đơn vị cấp nước đẩy nhanh tiến độ sửa chữa công trình, giải cơn khát nước sinh hoạt cho bà con.